Nội dung tiếp theo là thuyết minh báo cáo tài chính. Thì như lúc đầu có giới thiệu với các bạn buổi sáng đấy, đó là thuyết minh báo cáo tài chính, mục đích để giải trình rõ hơn các chỉ tiêu mà các bạn đã trình bày trên đâu đấy, các báo cáo tài chính. Với thuyết minh báo cáo tài chính thì bao gồm những nội dung sau. Tiêu đề là thuyết minh báo cáo tài chính. Ví dụ các bạn làm cho năm 2015 thì chúng ta điền là thuyết minh báo cáo tài chính cho bao nhiêu đặng? Năm 2015. Một là mã đặc điểm của doanh nghiệp, đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. Hình thức sở hữu vốn, tên công ty của chúng ta thực hành là công ty trách nhiệm hữu hạn gì đặng? Kế toán Hà Nội hay là công ty cổ phần Hà Nội nhỉ? Trách nhiệm kế toán Hà Nội. Vậy hình thức sở hữu vốn đây mình phải nói là hình thức là trách nhiệm gì nhỉ? Hữu hạn. Còn nếu là trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì các bạn cũng ghi là hai thành viên là sao đã trở lên, hoặc là trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì các bạn ghi là trách nhiệm hữu hạn là gì đấy, một thành viên. Còn nếu không rõ thì đơn giản chỉ dùng cụm từ là công ty hình thức là gì đấy, trách nhiệm hữu hạn, được chưa? Lĩnh vực kinh doanh là hoạt động trong lĩnh vực công ty để mua điều hòa để bán, tức là gì đấy, thương mại. Hoặc công ty các bạn là chuyên xây dựng cho các công ty khác thì mình gọi là công ty gì đấy, xây dựng. Hoặc là các bạn có thể là loại hình lĩnh vực kinh doanh là các bạn ghi là sản xuất là đồ gỗ mỹ nghệ hay sản xuất đồ nhựa vân vân, các bạn ghi vào, được chưa? Tổng số công nhân viên và người lao động, tổng số công nhân viên và người lao động. Trong trường hợp này tổng số cán bộ công nhân viên và người lao động ạ. Các bạn thường thì các bạn sẽ lấy số lao động bình quân trong năm. Nếu không thì cứ mở bảng lương của tháng cuối cùng ra. Có bao nhiêu người trên bảng lương thì chúng ta làm sao đã điền vào đây. Và công ty kế toán Hà Nội, ví dụ có 11 người thì các bạn điền giúp 11 vào tổng số là bao nhiêu đã? 11. Được chưa? Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. Ví dụ, công ty của các bạn mới thành lập tháng 10 thì các bạn ghi là công ty mới thành lập tháng 10. Khi mà công ty mới thành lập trong năm thì các chỉ tiêu đầu kỳ như thế nào các bạn? Bằng không hết. Hoặc là năm trước thì doanh thu là 10 tỷ nhưng năm nay lại có 2 tỷ thì các bạn có thể giải thích lý do là trong năm công ty ngừng hoạt động mấy tháng, từ tháng mấy đến tháng mấy, và công ty tiếp tục hoạt động từ tháng mấy đến tháng mấy. Tức là có những sự thay đổi nào làm cho các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính bị ảnh hưởng, thay đổi biến động lớn thì các bạn sẽ làm sao nhỉ? Ghi vào đây, còn không thì bỏ qua luôn. Thường ấy, tốt nhất là ghi càng ít càng tốt. Tóm lại là cái chỗ đó có thể làm sao đấy nhỉ? Bỏ qua. Hai là mã chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp. Kỳ kế toán năm là bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 2015 và kết thúc là bao giờ đấy ạ? Kết thúc là 31 tháng 12 năm 2015. Bao giờ cũng phải là từ mùng 1 tháng 1 và kết thúc gì nhỉ? 31 tháng 12. Trừ trường hợp doanh nghiệp mới thành lập thì kỳ kế toán chắc chắn không phải là từ đâu? Mùng 1 tháng 1 và có thể là ngày bắt đầu hoạt động trong năm ấy. Được chưa ạ? Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là gì nhỉ? Việt Nam đồng. Chế độ kế toán áp dụng, các bạn đang học chế độ bao nhiêu? Quy định 48 và được sửa đổi bổ sung theo thông tư 138. Được chưa? Đây là báo cáo tài chính cho năm 2015 nhé. Sang đến năm 16 ấy, mình đang ở giai đoạn trung chiêng, là chế độ kế toán 48 nó chỉ có nốt năm nay thôi. Sang năm là do gì rồi ạ? Nó thay đổi bằng thông tư 133. Tuy nhiên thay đổi không lớn lắm. Nó chỉ có không còn tài khoản 142 nữa, mà hạch toán tất tần tật vào đâu đã? 242. Được chưa? Và tên một số tài khoản nó có sự thay đổi một chút. Như vậy thôi. Mà những cái thằng thay đổi ấy thì nó lại không hay phát sinh trong các doanh nghiệp. Ví dụ như 121 thay đổi, nhưng mà thường trong doanh nghiệp là sẽ làm sao đấy, không có. Đấy là chế độ kế toán. Hình thức ghi sổ, chúng ta đang áp dụng hình thức ghi sổ theo hình thức gì đấy ạ?
nhật ký gì đấy, nhật ký chung, các bạn có thể ghi hẳn cái chữ nhật ký chung ra không, lại lâu lâu lại không dịch được nó là gì, đúng không ạ? Hình thức ghi sổ kế toán hay hình thức gì đấy ạ? Nhật ký chung. Phương pháp kế toán hàng tồn kho. Phương pháp kế toán hàng tồn kho là chúng ta còn nhớ học nguyên lý kế toán mình bảo là theo giá gốc, tức là giá như nào không? Giá gốc hay còn gọi là giá nguyên thủy, nghĩa là như nào nhỉ? Mua với giá bao nhiêu thì ghi nhận với giá bấy nhiêu. Chứ không phải là hôm nay đi ra mua một cái bộ điều hòa 20 triệu, ngày mai vì nóng quá nó tăng giá lên 22 triệu mà lại xóa sổ kế toán ghi đi thành 22 triệu là không được. Mà phải tôn trọng giá ghi trên đâu các bạn? Hóa đơn. Được chưa ạ? Phương pháp tính trị giá hàng tồn kho cuối kỳ, hay còn gọi là phương pháp tính giá đơn giá xuất kho đấy, là chúng ta tính theo phương pháp nào? Bình quân cả kỳ. Hay còn các phương pháp nào nữa không nhỉ? Bình quân liên hoàn. Gia quyền thì nó có bình quân gia quyền cả kỳ và bình quân gia quyền liên hoàn, đúng không ạ? Thứ hai là phương pháp nào? Nhập trước xuất trước có không? Gì nữa nhỉ? Đích danh có không? Và hiện nay nó bỏ phương pháp nào các bạn nhỉ? Nhập sau xuất trước là không còn nữa, đúng không ạ? Phương pháp khấu hao tài sản cố định. À xin lỗi, còn phương pháp hạch toán hàng tồn kho là theo phương pháp gì đấy ạ? Kê khai thường xuyên. Có một phương pháp nữa là phương pháp kiểm kê định kỳ. Đã lần nào giải thích là khác nhau giữa kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ chưa? Giải thích chưa nhỉ? Nếu mà chưa giải thích hoặc là không nhớ thì giải thích lại này. Nếu là kê khai thường xuyên này các bạn này. Kê khai thường xuyên khi mà các bạn mua hàng hóa về nhập kho ấy, thì các bạn sẽ định khoản giúp là nợ 156, nợ 1331 và có 331, 111 hoặc là gì ạ? 112. Nhưng nếu là các bạn theo phương pháp kiểm kê định kỳ. Kiểm kê định kỳ thì mua hàng hóa về nhập kho không định khoản như trên đâu, mà định khoản là nợ 611 là tài khoản mua hàng, nợ 1331 và có 331, 111, 112. Tức là khác nhau ở điểm nào nhỉ? Kê khai thường xuyên thì khi mua hàng về định khoản nợ 156, nhưng kiểm kê định kỳ khi mua hàng về lại định khoản gì cơ? 611. Được chưa? Cái mà chúng ta học từ trước đến nay ấy, là theo phương pháp gì đấy ạ? Kê khai thường xuyên. Và tốt nhất chỉ nhớ kê khai thường xuyên thôi. Cả tỉnh Bắc Ninh hiện nay chắc chẳng thằng nào áp dụng kiểm kê định kỳ đâu. Được chưa? Thì đấy là các bạn thấy có sự khác biệt. Thế nhiều người sẽ hỏi là nếu cứ nợ 611 mà chúng ta mang máng là 611 là tài khoản đầu 6 là những tài khoản nào đấy ạ? Đầu 6 là những tài khoản như nào? Không có gì, số dư. Vậy thì mua trong kỳ như này, bán đi thì nợ gì? À khi bán nhé, khi bán sẽ là nợ 632 có bao nhiêu? 611. Còn trường hợp này là khi bán định khoản như nào? Nợ 632 có một năm mấy? Có 156 chấm hết. Nhưng kiểm kê định kỳ cuối tháng phải làm một việc nữa, là cuối tháng sẽ là nợ 156 có 611. Đây là kiểm kê định kỳ ấy, tức là tài khoản 156 chỉ dùng để ghi nhận giá trị hàng hóa tại thời điểm nào thôi ạ? Đầu tháng hoặc cuối tháng. Còn trong kỳ là sử dụng tài khoản nào cơ? 611. Này, mua hàng là nợ 611 này, bán hàng là có 611 này. Sau đó thì cuối kỳ mới là xem là gì đấy ạ? Tổng nợ 611 trừ đi tổng có 611 còn bao nhiêu, lấy số tiền đấy để ghi vào nợ 156 và có 611. Để cho 611 nó làm sao đấy ạ? Hết đi. Đúng không ạ? Hết đi. Thì đây chính là kiểm kê định kỳ, nhưng mà chắc không cần phải nhớ đâu ạ. Bởi vì hiện nay cả tỉnh Bắc Ninh chắc không công ty nào áp dụng đâu. Nói để cho các bạn biết qua một chút thôi. Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định là mình theo phương pháp gì các bạn? Đường thẳng hay còn gọi là phương pháp gì ạ? Bình quân. Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay thì lãi chúng ta được hạch toán vào đâu nhỉ?
lãi với các khoản khi mà chúng ta vay tiền thì chúng ta tính vào chi phí hoạt động gì ạ? Tài chính. Ghi nhận chi phí phải trả, tức là các cái khoản mà chi phí trả trước chẳng hạn. Là các bạn nếu mà có phát sinh thì các bạn ví dụ như là thuê nhà 6 tháng. Các bạn lấy 60 triệu chia cho thuê mấy tháng? 6 tháng, được mỗi tháng là bao nhiêu? 10 triệu. Thì các bạn sẽ ghi là chi phí trả trước được phân bổ và chi phí định kỳ theo phương pháp gì ạ? Bình quân. Nguyên tắc phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng. Thì thường những chỗ này thì nếu là mình ấy, thì mình sẽ bỏ qua đấy ạ. Bởi vì khi mà các bạn không có trích lập dự phòng thì phần thứ 9 các bạn cũng gì luôn nhỉ? Để trống luôn. Phần thứ 10 là nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá. Các bạn còn nhớ là lãi tỷ giá là cho vào đâu? Trong quá trình hạch toán, lãi tỷ giá cho vào doanh thu tài chính, lỗ tỷ giá cho vào gì? Chi phí tài chính, đúng không ạ? À, phương pháp ghi nhận doanh thu là theo chuẩn mực về doanh thu và thu nhập. Không biết các bạn còn nhớ cái câu này không? Không cần phân biệt đã thu được tiền hay chưa, cứ chuyển giao quyền sở hữu cho khách hàng là phải gì rồi? Ghi nhận doanh thu. Được chưa? Thì đấy là chỉ tiêu số 11. Hay nói cách khác, một La Mã và hai La Mã của thuyết minh báo cáo tài chính trong tất cả các năm hầu như không cần chỉnh sửa gì, chỉ thay đổi mỗi chỗ nào thôi. Phần 1 La Mã và phần 2 La Mã các bạn xem lại một lượt, chỗ nào cần thay đổi thôi. Bắt đầu và ngày kết thúc năm tài chính, đúng không? Là chỉ cần thay đổi năm thôi, chứ còn ngày là thường là giữ giữ nguyên. Còn nếu lao động mà thay đổi thì chúng ta cũng thay đổi. Thường ấy mà, cơ quan thuế người ta xuống quyết toán, người ta xem qua cái này thôi. Bởi cái này nó sẽ không gì nhỉ, không ảnh hưởng nhiều. Bây giờ đến phần thứ 3 mới là quan trọng này các bạn này. Sao ạ? Giải lao hả? Ba La Mã. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng gì đó. Cân đối kế toán. À bây giờ mình nói căn cứ đây. Câu hỏi dành cho các bạn này. Căn cứ để lập phần 3 La Mã, nếu trực giác nhìn vào đây, theo các bạn dựa vào đâu? Hai cột nhá, đầu năm và cuối năm. Vậy trong mọi báo cáo mình đều có căn cứ đầu tiên là dựa vào bảng này của năm gì? Năm trước, đúng không ạ? Thế còn cuối năm, muốn biết tiền mặt cuối năm bằng bao nhiêu dựa vào đâu? Tiền mặt cuối năm bằng bao nhiêu thì dựa vào sổ cái của tiền mặt được không? Sổ quỹ được không? Nhưng không nên dựa sổ quỹ. Lý do một, tiền mặt 111, nhưng tiền mặt Việt Nam có một quyển sổ quỹ. Tiền mặt ngoại tệ có một quyển sổ quỹ. Vậy các bạn phải làm thêm một thao tác là cộng hai thằng với nhau. Mất thời gian đúng không? Vậy thì mình dựa vào đâu đó mà nó có được kết quả luôn? Một là sổ cái. Hai là gần giống với sổ cái là bảng cân đối sổ phát sinh. Lưu chuyển tiền tệ thì nó chỉ có tổng thu tiền và tổng chi tiền thôi, chứ nó không. Nhớ nhé, lưu chuyển tiền tệ là số tiền phát sinh, còn bảng này là số dư. Hai khái niệm khác nhau không? Nếu như dựa vào số phát sinh thì chắc chắn dựa bảng nhập liệu là sẽ có số phát sinh. Còn nếu dựa vào số dư thì mình phải mở cái gì ra có số dư? Sổ cái hoặc bảng gì nhỉ? Cân đối số phát sinh. Vậy tại J36 các bạn đặt bằng một cái, kích vào đâu bây giờ? J36 đặt bằng một cái, kích sang cân đối phát sinh và kích vào G9. Phải không? G9 có phải là tiền mặt cuối kỳ không? Phải không nhỉ? J36 bằng G9 chưa? J37 bằng. J37 bằng. Kích sang cân đối phát sinh G10 mấy ạ? G13. Đúng không nhỉ? J38 bằng. Tương đương tiền là các khoản đầu tư có kỳ hạn dưới 3 tháng. Kích sang cân đối phát sinh G bao nhiêu? G20. Phải thế không? Và cộng lại tiền và tương đương tiền là bao nhiêu đấy ạ? 496, 618.
0.85 phải bằng ở đâu, còn nhớ không? Bằng với 3 La Mã.01 đấy, bằng chỉ tiêu mã hiệu 110 trên bảng cân đối kế toán, bằng chỉ tiêu 70 trên lưu chuyển tiền tệ, phải không? Như vậy là một con số nhưng phải ba báo cáo nó phải làm sao bằng nhau. Một năm thì nó lại đấy, bạn mở cân đối phát sinh ra lúc sáng mình bảo là đấy là những khoản đầu tư dưới 3 tháng thì mới là cho gì nhỉ, tương đương tiền. Còn nếu như một năm thì mình cho vào đầu tư tài chính ngắn hạn khác, không được cho vào tương đương tiền, được chưa nhỉ? Bởi vì bản chất nó không phải là 112 đâu, nó là 121 đấy, được chưa? Xong tiền và tương đương tiền chưa ạ? Hai, hàng tồn kho. Hàng tồn kho, nguyên liệu vật liệu cuối năm dựa vào đâu? Tại J42 đặt bằng một cái, J42 đặt bằng một cái, mở cân đối phát sinh và chính là OG40, phải không? G40 có phải là nguyên liệu tồn kho cuối kỳ không ạ? 23 triệu 145 930. Công cụ dụng cụ J43 bằng mở cân đối phát sinh G5 mấy? Có phải G50 không? G50 và bằng mấy ạ? Không. J44 chi phí xây dựng cơ bản dở dang bằng G bao nhiêu ạ? 54. J45 bằng J45 và thuyết minh báo cáo tài chính bằng thành phẩm G6 mấy? G64. Được chưa? Hàng hóa J46 bằng J46 bằng G67 245 triệu. Hàng gửi bán J47 bằng G76 và cộng lại là 282 570 543 bằng chỉ tiêu mã hiệu 141 trên cân đối kế toán. Mở cân đối kế toán tìm tới chỉ tiêu mã hiệu 141 có bằng không ạ? 282 570 543 bằng chưa ạ? À, thế thì khi gửi báo cáo tài chính cho cơ quan thuế, người ta chỉ biết là 282 570 543 là hàng tồn kho, nhưng người ta sẽ lập thuyết minh báo cáo tài chính, người ta sẽ biết là nguyên liệu bao nhiêu, hàng hóa bao nhiêu, công cụ bao nhiêu, thành phẩm bao nhiêu và dở dang là bao nhiêu. Có chưa nhỉ? Đấy là hai nhỏ. Ba nhỏ là tài sản cố định hữu hình. Đến phần 3 chưa ạ? Phần này thì tương đối là chi tiết. Bởi vì tài sản cố định hữu hình ấy thì nó yêu cầu mình chia thành này: nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị dụng cụ quản lý, tài sản hữu hình khác và tổng cộng. Nó có các dòng sau này: số đầu năm, số tăng trong năm, số giảm trong năm và số cuối năm. Câu hỏi dành cho các bạn này: số dư đầu năm chính là cái gì? Số dư đầu năm của tài sản cố định hữu hình. Tài sản cố định hữu hình là tài khoản có số hiệu bao nhiêu? 2111 đúng không? Số dư đầu năm của nó có phải là số dư là nguyên giá của nó không? Nhưng chia nhỏ thành từng khoản. Bây giờ mới giải thích lý do vì sao ở bảng cân đối phát sinh, các bạn mở cân đối phát sinh ra chưa? Tìm tới tài khoản 2111, dòng 82 đến dòng 88. Mở ra chưa? Giải thích tại sao mà mình không lại chi tiết 2111 ra thành nhiều loại nhỏ. Mục đích để phục vụ cho bây giờ đây này. Được chưa ạ? Và trong thực tế sau này các bạn cũng nên như thế nhé. Vậy mở thuyết minh báo cáo tài chính
tại F54 bằng gì bây giờ? F54 là gì? F54 chính là nguyên giá của nhà cửa vật kiến trúc, phải không? Mà nguyên giá nhà cửa vật kiến trúc F54 sẽ bằng kích sang cân đối phát sinh, chính là C bao nhiêu? C83, phải không? Có phải nhà cửa vật kiến trúc không ạ? C83. Máy móc thiết bị G54 phán đoán sẽ bằng ở đâu? Máy móc thiết bị G54 sẽ bằng C8 mấy ạ? C84, phải không? H54 là phương tiện vận tải truyền dẫn đầu năm, thì H54 đặt bằng một cái sang đâu nhỉ? Cân đối phát sinh có phải là phương tiện vận tải là C85 không? C85. Thiết bị dụng cụ quản lý Y54 bằng C8 mấy? C886. Đúng không? Tài sản cố định hữu hình khác bằng tài sản cố định hữu hình khác. Mở ra thì cân đối phát sinh của mình còn 2 tháng nữa đúng không? Đó là C87 cộng với lại C88. Tức là trong trường hợp này là mình xếp cây lâu năm cộng là gì luôn nhỉ? Tài sản cố định hữu hình khác. Thực ra trong thực tế cây lâu năm nó chỉ có ở công ty nào? Hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp. Đúng không ạ? Nhưng có thể một công ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường có cây lâu năm không? Các bạn mà mua cây cảnh trị giá hàng tỷ đồng ấy, trong thực tế có không? Có chứ. Đúng không ạ? Thì mình sẽ xếp vào cố định hữu hình khác. Nhưng một doanh nghiệp bình thường mà sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ hay sản xuất sơn hay sản xuất cái gì mà có cây cảnh mà, thì khấu hao của cây cảnh có nguyên giá đấy, nhưng cây cảnh đấy không được tính vào chi phí. Bởi vì cái cây cảnh đấy có trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh đâu. Đúng không? Cho nên nhiều công ty là mua sắm trang thiết bị cây cảnh đó nhưng mà tăng tài sản thôi, nhưng không được gì? Không được khấu hao, bởi vì bản chất có tính cũng không được gì nhỉ? Không được đưa vào chi phí mà. Được chưa ạ? Xong chưa nhỉ? K54 thì bằng K54 sẽ bằng tổng từ F54 đến gì ạ? G54. Tức là bây giờ không cộng theo chiều dọc mà mình đang cộng theo chiều gì đấy? Chiều ngang đấy. 190 mấy triệu. Và nó có phải bằng dư nợ của 2111 không? Tức là thay vì mình tổng hợp thì mình bây giờ mình phải chia gì đấy? Chia nhỏ ra đấy. Được chưa? Theo các bạn này, số tăng trong năm chính là cái gì? Tăng trong năm có phải là phát sinh nợ không? Phải không? Mà phát sinh nợ chính là cột nào? Ở bên bảng cân đối phát sinh. Phát sinh nợ là cột E. Phát sinh có là cột gì ạ? F, phải không ạ? À vậy thì bây giờ ở thuyết minh báo cáo tài chính F55 bằng gì? F55 bằng E83 ở cân đối phát sinh, phải không? E83 có phải là nhà cửa vật kiến trúc tăng không? Đúng không ạ? Vậy thì F55 có phải bằng E83 không ạ? Đúng không? À, G55 sẽ bằng gì? E84. H55 sẽ bằng E85. Y55 E8 mấy ạ? E86. G55 sẽ bằng E87 cộng với lại E88. Đúng không ạ? Đang cộng theo kiểu là từ trái qua phải, nhưng mà lại sang bên này lại thành từ trên xuống gì ạ? Từ trên xuống dưới đấy, đúng không ạ? Và tổng cộng lại bằng bao nhiêu các bạn? Có ô nào có số liệu không? H bao nhiêu thì có số liệu nhỉ? H55 đúng không ạ?
các bạn sửa giúp ở cái ô M55 ấy, là các bạn ghi là căn cứ vào bảng cân đối phát sinh và bảng tính cầu hao nhé. Sáu trăm linh tám này là tăng là do mua hay là do xây dựng hoàn thành? Mua. Mua, vậy thì H56 đặt bằng luôn với lại H bao nhiêu ạ? 55. Các bạn thử phán đoán giúp mình là giảm trong năm là dựa vào đâu? Giảm trong năm chính là phát sinh gì? Có. Phát sinh có. Mà phát sinh có thì không phải là cột E mà là bây giờ là cột gì ạ? F, đúng không ạ? F58 bằng gì? F58 ở thuyết minh báo cáo tài chính bằng bằng F83 phải không nhỉ? Bằng F83. G58 bằng G58 bằng F8 mấy? G58 bằng F84. H58 bằng F8 mấy? F85. Nhớ là bây giờ lấy toàn cột F nhé, là cột giảm mà. Được chưa? Y58 bằng F86. Z58 bằng F87 cộng với lại gì ạ? F88. Các bạn cộng tổng lại từ F58 đến Z58 được bao nhiêu đấy ạ? 160 triệu. Trước hết là mình khẳng định lại các bạn này, nguyên giá tài sản quy định đầu năm chính bằng số dư nợ đầu kỳ. Nguyên giá tài sản quy định tăng trong năm chính là phát sinh gì? Phát sinh nợ. Nguyên giá tài sản quy định giảm trong năm chính là phát sinh gì? Phát sinh có. Và chính vì vậy chúng ta mới dựa vào cái bảng cân đối số phát sinh. Nó bao gồm có dư nợ đầu kỳ, phát sinh nợ và phát sinh có. Phát sinh nợ chính là phát sinh tăng, phát sinh có chính là số gì ạ? Số giảm. 160 triệu kia là do thanh lý, do nhượng bán. Cái ô tô đấy được dùng trong vòng 7 năm à? Nhưng mới tính được khấu hao được 2 hay 3 năm gì đó. Thì thường vẫn còn giá trị sử dụng, như vậy chúng ta gọi là gì luôn các bạn nhỉ? Nhượng bán. Trong đó nhượng bán số dư cuối năm các bạn, hoặc là dựa bảng cân đối phát sinh, hoặc là cách nào để tính được nó không? Số dư cuối năm F62 bằng gì? Bằng F54 là số dư đầu năm, cộng với F55 là tăng trong năm, trừ đi F58 là giảm trong năm, phải không ạ? Vậy dòng 62 sẽ bằng dòng 54 cộng 55 trừ đi năm mấy ạ? 58. F62 bằng F54 cộng F55 trừ F58. Được chưa ạ? Và kết quả kéo sang ngang từ F562 đến K62 bằng bao nhiêu ạ? 640, 958 và 182 phải bằng với ở đâu? Bằng với chỉ tiêu mã hiệu 211 trên bảng cân đối kế toán. Các bạn mở giúp chỉ tiêu mã hiệu 211 trên bảng cân đối kế toán bằng họ 640 958 182 bằng chưa? Đấy là chúng ta lưu ý.
sao nhỉ? 211. Được chưa? À, tiếp theo này, đến hao mòn lũy kế. Theo các bạn phán đoán thì hao mòn lũy kế dựa vào đâu ạ? Dựa vào đâu? À, nếu dựa vào cân đối phát sinh thì không được. Bởi vì cân đối phát sinh tài khoản 214 các bạn ạ, nó lại chỉ có hữu hình thôi, mà nó lại không có chia tách ra là hao mòn lũy kế của nhà cửa vật kiến trúc là bao nhiêu, hao mòn lũy kế của gì đã, máy móc thiết bị là bao nhiêu, phương tiện vận tải là bao nhiêu, thiết bị dụng cụ quản lý là bao nhiêu, có đúng không? À, bây giờ mình mới dựa vào bảng gì đây ạ? Khấu hao. Tính gì ạ? Khấu hao tài sản cố định. Các bạn là mở giúp bảng tính khấu hao tài sản cố định, có gần đấy không? Các bạn mở được bảng tính khấu hao chưa? Lên đầu bảng tháng 12 năm 2014. Mở được bảng tháng 12 năm 2014 chưa các bạn? À, bây giờ này, từ trước đến nay thì chưa giải thích rõ chỉ tiêu A và chỉ tiêu B. Nhưng bây giờ mình sẽ thấy về dòng 13, dòng 14 các bạn thấy có không nhỉ? Dòng 13, dòng 14 có ạ. Là cộng dụng cụ quản lý, B là cộng phương tiện gì đấy? Vận chuyển. Mình cộng nguyên giá và cộng quan trọng nhất này là số khấu hao lũy kế, giá trị phân bổ lũy kế, thấy chưa ạ? Các bạn kích vào L13. Kích vào L13 chưa? Giá trị phân bổ lũy kế L13 chưa ạ? L13 sẽ bằng cái gì bây giờ? L13 sẽ bằng thiết bị dụng cụ quản lý. L13 sẽ bằng L9. L14 sẽ bằng L12. Phải không? Phải không ạ? Trong trường hợp này thì các bạn thấy là máy photo có phải là thiết bị dụng cụ quản lý không? Và ô tô tải có phải là phương tiện vận tải không ạ? Phải không? Đúng chưa nhỉ? Ví dụ này, insert thêm dòng dòng thứ 10 mà lại có xe ô tô 4 chỗ thì cái L14 sẽ phải bằng L bao nhiêu cộng L bao nhiêu? L10 chứ. L10 cộng L12 chứ. Đúng không? Nếu như ở dòng thứ 10 là ô tô 4 chỗ thì có phải vậy không nhỉ? Đúng chưa? Vậy thì đây gọi là cái gì các bạn? Bảng này là bảng của tháng 12 nhá. Bảng này tháng 12 của năm 14. Đồng nghĩa với việc là số khấu hao này có lũy kế của tháng nào năm 10 năm? Tháng 1 năm 10 năm. Thì đây có phải là hao mòn lũy kế đầu năm của từng loại tài sản không? Đúng không ạ? À, nhưng này, giả sử công ty có một nhà xưởng thì các bạn sẽ thêm một dòng nữa là C đặt là gì? Nhà xưởng, nhà kho, nhà bảo vệ, tường rào được xếp vào nhà cửa vật kiến trúc. Đúng không? Đúng không ạ? À, thế bây giờ làm như sau các bạn này. Như vậy công ty kế toán Hà Nội chỉ có hai loại tài sản thôi. Đó là dụng cụ quản lý và gì đã? Phương tiện vận chuyển. Sang thuyết minh báo cáo tài chính. Sang thuyết minh báo cáo tài chính. Hao mòn lũy kế đầu năm nhà cửa vật kiến trúc bằng không luôn. Máy móc thiết bị cũng sao ạ? Bằng không. Nhưng phương tiện vận chuyển H65 bằng gì?
H65 bằng gì bây giờ? H65 là hao mòn lũy kế của phương tiện vận chuyển đến đầu năm bằng bao nhiêu? Bằng L bao nhiêu các bạn? Bằng M tính câu hao chính ở L14. Phải không ạ? Bởi vì L12 thì biết đâu mình lại có một tài sản phương tiện nữa. Đúng không? Trong bài này thì L12 và L14 như nào với nhau? Bằng nhau. Bằng L14 của tính câu hao chưa? Y65 là hao mòn lũy kế của thiết bị bằng gì? Y65 bằng kích sang bảng tính câu hao và L13. Tài sản cố định hữu hình khác bằng 0 và các bạn tổng cộng từ từ F đến G 10 mấy triệu? 13 triệu 776. Được chưa các bạn? Lấy được số hao mòn lũy kế đầu năm chưa? Hay nói cách khác là giải thích tại sao bảng tính câu hao ấy, hai dòng 13, dòng 14 trong năm không dùng để làm gì đâu, mà chỉ tác dụng để làm phục vụ cho việc lập bảng gì đấy, thuyết minh báo cáo tài chính thôi. Chứ còn trong năm từng tháng một mình có dùng hai con số này để định khoản không ạ? Không dùng để định khoản. Được chưa? À thế thì bây giờ chúng ta mới xong được này. Đi phân tích tiếp này. Thuyết minh báo cáo tài chính dòng 66 là số cấu hao gì đấy ạ? Tăng trong năm. Theo các bạn, cấu hao tăng trong năm chính là phát sinh gì? Của tài khoản nào? Tăng. Phải là nợ chi phí có 214. Nhưng mà nợ chi phí có 214 thì nó chỉ là chung chung 2141 thôi. Mở cân đối phát sinh ra mà xem. Đúng không? Chứ trong 2141 này nó không chia nhỏ ra là máy móc thiết bị và các thứ bao nhiêu đúng không ạ? À, thế thì bây giờ chúng ta mới xem lại bảng tính cấu hao này các bạn này. Các bạn mở giúp bảng tính cấu hao tháng 1 năm 10 năm. Mở bảng tính cấu hao tháng 1 năm 10 năm chưa ạ? Mở ra chưa? Dòng 31 và dòng 32. Có cộng quản lý và cộng phương tiện không ạ? Có dòng đó không? Có dòng đó. À, câu hỏi gì các bạn này? Khấu hao tăng trong năm. Một năm thì có 12 tháng. Khấu hao tăng trong năm chính là bằng khấu hao của 12 tháng cộng lại. Mấu chốt của vấn đề là các bạn hãy tìm ra cột nào là cột khấu hao tăng của từng tháng. Cột nào là cột khấu hao tăng của từng tháng, không phải y, mà y là khấu hao một tháng, nhưng có những tài sản mà nó không dùng cả tháng, đúng không? Vậy thì chúng ta phải nhìn vào cột khấu hao kỳ này ấy, cột gì cơ? Cột K. Vậy thì K31 bằng gì? K31 bằng K27, phải không? Máy móc thiết bị mà. Phải không ạ? K32 bằng K28 cộng K30. Đúng thế không ạ? Tháng 1 có hai con số này nhé. Xong chưa? Xuống tháng 2. Xuống tháng 2. K49 bằng K45. Phải không? Dòng sang ngang dòng 49 là phải cộng thiết bị dụng cụ quản lý không ạ? K50 bằng K46 cộng với K48. Có phải bảo là hai ô tô cộng lại không? Được chưa nhỉ? Xuống bảng tháng 3, K72 bằng K68.
K73 bằng K69 cộng K71, phải thế không? À, cứ tương tự như thế cho tới khi nào? Hết tháng 12. Thử nhé, thử xem này. Dừng lại, xong chưa đã? Bây giờ phản đoán này. Mình bôi đen B72 và B73. Mình pết xuống đến B80. Có đoán là mình đang định làm gì không? B72, B80 xuống, tức là mình sẽ lấy cộng thiết bị dụng cụ quản lý, cộng phương tiện vận chuyển, cộng nhà cửa vật kiến trúc, cộng cái gì đó. Mục đích để làm gì biết không? Cái vùng cột B này là vùng chứa điều kiện này. Cái vùng cột K là vùng gì ạ? Tính tổng này. Có phải là sum íp lại được từ tháng 1 đến tháng 12 là các bạn có được từng loại tài sản không? Đúng chưa nhỉ? Hiểu cách làm chưa ạ? Nhưng phải quan tâm một chút là trong vùng cột B không lấy cả cột B đâu, mà trong vùng cột B nó có cả của gì đấy các bạn? Có cả của tháng nào đấy ạ? Tháng 12 năm 14. Mà tháng 12 năm 14 thì mình có cộng vài không? Không cộng lại. Đúng không ạ? Vậy thì cách làm thứ nhất, nếu các bạn đặt cả cột B thì lúc đó các bạn phải xóa K13 và K17 đi. K14. Bản chất là có dùng hai số này không? Có dùng không ạ? Được chưa? Sao? Bên kia mình dùng cột L mà, lũy kế mà, chứ có dùng cột K đâu. Đúng không ạ? Muốn dễ dàng nhất thì xóa đi để bôi cả cột B và bôi cả cột K. Còn nếu không thì quét từ B26 đến hết. Các bạn hiểu không ạ? À, bây giờ mình bôi cả cột nhá. Kích vào cả cột B. Các bạn đặt là gì bây giờ ạ? Loại tài sản. Loại TS. Được chưa nhỉ? Nhà cửa vật kiến trúc có phải là loại tài sản không? Phải không ạ? Loại TS là cột B chưa? Nhớ cột B nhé, cả cột B nhé. Kích vào cả cột K, đặt tên là khấu hao tăng. Khấu hao viết tắt, chữ tăng viết cả ra. Khấu hao tăng, được không ạ? Loại tài sản, khấu hao tăng, được không nhỉ? Chứ không phải là KH1, KH2 đâu nhé. KH1, KH2 nó lại trùng với lại cách tính của những tháng trước đấy. Được chưa? Ai mà không quen đặt vùng như này thì làm sao? Quét, đúng không ạ? Nhưng quét thì lại lưu ý này. Vì nhá, mình thử quét cho các bạn xem này. Đặt tại B24 đi. Sau khi mình quét xuống dưới ấy, thì trong vùng này có một số ô mình hòa lẫn nhiều ô với nhau, thì dẫn tới là nó không giữ nguyên B đến B đâu. Được chưa nhỉ? Mà khi đó mình lại phải thay đổi. Chính vì vậy, để cho dễ dàng hơn thì mình bảo các bạn quét cột B và cột gì đã? Cột K. Và các bạn làm giúp tại K80, các bạn đặt bằng một cái. Phán đoán công thức ở đây không? K80 bằng sum íp mở ngoặc, hoặc là để gần vào đây cho nó dễ đi, cột F đi, để tí nữa nó đỡ bị ảnh hưởng. F80 chưa ạ? F80 bằng sum íp mở ngoặc gì nhỉ? Vùng chứa điều kiện cột B đấy đặt là gì? Loại TS. Điều kiện là gì? Điều kiện là gì? B80 có phải là cộng thiết bị dụng cụ quản lý không? Phải không nhỉ? Vùng tính tổng, khấu hao gì ạ? Tăng. Đặt xa khác cột K một chút nhé. Không, mình đặt vào cột K thì tí nữa nó lại cộng luôn cả cái chỉ tiêu đó. Bằng bao nhiêu? 1.6 triệu chứ. Đúng không? Và thằng dưới là 29.038.786. À, nếu này, nếu công ty mà có nhiều tài sản nữa thì dưới này sẽ là gì ạ? Cộng nhà cửa gì? Vật kiến trúc. Dưới này thì lại cộng cái gì ạ? Máy móc gì?
thiết bị vân vân có được không nhỉ? Tương tự như vậy nếu có. 1,6 triệu và 29 triệu không? Hãy đặt ở cột F chứ đừng đặt cột K nhé. Mấy ạ? 2,133 triệu vì chưa xóa ở tháng 12. Mở tháng 12 ra nào. K13 và K14 xóa chưa? Xóa K13 và K14 chưa nhỉ? Các bạn xóa K13, K14. Bởi vì đấy, lúc nãy con nói với các bạn là gì nhỉ? Muốn bôi cả cột B thì các bạn phải xóa K13 và K14 đi đấy. Được chưa? Thực ra cũng không để làm gì con số đó mà giữ lại, đúng không ạ? Được chưa? Xóa K13 và K14 chưa ạ? Và kết quả có đúng là 1,6 triệu và 29 triệu bao nhiêu không? Nếu các bạn để lại thì nó cộng thêm với 533.000 đấy. Và cộng thêm với lại 2,22 triệu đấy, đúng không ạ? Được chưa? Đây chính là gì? Đây chính là khấu hao gì các bạn nhỉ? Tăng trong cả gì? Cả năm, phải không? Phải khấu hao tăng trong cả năm không ạ? Được chưa? Như vậy trong năm này công ty kế toán Hà Nội chỉ có mấy loại khấu hao tăng? Hai, đó là thiết bị và phương tiện gì nhỉ? Vận chuyển. Sang thuyết minh báo cáo tài chính, F66 điền luôn bằng 0, G66 bằng 0, H66 bằng bao nhiêu? H66 bằng bao nhiêu? H66 là khấu hao tăng của phương tiện vận tải, là sang bảng tính khấu hao bằng F81, tức là 29 triệu đấy, đúng chưa nhỉ? Y66 bằng Y66 sang bảng tính khấu hao chính bằng F bao nhiêu? F80. Thằng thứ tiếp theo bằng 0. Cộng dồn lại các bạn sẽ có được K66 bằng mấy? 30.638.786. Giảm trong năm thì lưu ý một chút. Khấu hao giảm trong năm là một phần khấu hao không biến động nhiều, đúng không ạ? Thường chúng ta thanh lý nhượng bán tài sản cố định là rất ít, đúng không? Vậy thì hãy nên không đặt công thức để sum if ở đâu cả, mà chúng ta mở bảng cân đối phát sinh ra. Chúng ta xem 214 có phát sinh nợ hay không. Phát sinh nợ chính là phát sinh gì các bạn nhỉ? Phát sinh nợ chính là khấu hao gì ạ? Khấu hao giảm. Mà các bạn nhớ là công ty kế toán Hà Nội, khấu hao giảm nó chỉ khấu hao giảm của cái gì thôi ạ? Phương tiện vận tải truyền dẫn, tức là H67 các bạn đặt bằng. H67 đặt bằng mở cân đối phát sinh bằng E92. Có phải E92 là khấu hao tài sản cố định của cái ô tô thanh lý không ạ? E92 ở cân đối phát sinh có thấy không? 17.777.778 không ạ? Ai không muốn vào đấy nhá thì các bạn mở khấu hao tài sản cố định, các bạn ghi chú giúp vào cột N ấy. Ví dụ là tài sản cố định xe ô tô thanh lý từ tháng 3, đúng không ạ? Các bạn ghi vào N71 là thanh lý, để cái khấu hao giảm nó chính bằng L71 luôn. Các bạn hiểu ý không? Thanh lý có phải là L71 là gì các bạn? Giá trị phân bổ gì ạ? Lũy kế. Thằng nào thanh lý ấy, thì các bạn đặt giúp là cột N là thanh lý chưa ạ? Để nếu như nhiều lần thanh lý thì sum if vùng chứa điều kiện là cột gì? Cột N. Vùng tính tổng là cột L. Hiểu cái làm chưa? Nếu như nhiều lần thanh lý thì làm như thế, còn chỉ một lần thanh lý thôi thì khỏi đặt cho nó
nó mất thời gian, được chưa? Thì cứ chỗ nào tài sản nào thanh lý thì mình đặt. Đương nhiên này, tài sản này tháng 3 mà thanh lý thì sang đến tháng 4 nó có còn dòng này nữa không? Không còn nữa, thì có phải nó cộng luôn cái con số này không? Nhưng nó không cộng tháng trên, bởi vì tháng trên mình không cho chữ thanh lý mà. Bởi vì điều kiện của mình bây giờ là gì cơ? Là thanh lý chứ không phải điều kiện bây giờ là tên tài sản. Phải không nhỉ? Thì đấy là các bạn lưu ý. Như vậy là thuyết minh báo cáo tài chính mình có được số giả. Số dư cuối năm bằng gì bây giờ? F68 bằng F65 cộng F66 trừ F67. 65 cộng 66 trừ 67 chưa ạ? Kéo sang ngang. Hai mấy triệu? 26 triệu. 638 bao nhiêu ạ? 784. Nó phải bằng với chỉ tiêu 212 trên bảng cân đối kế toán. Mở chỉ tiêu 212 trên bảng cân đối kế toán ra chưa ạ? Có bằng 26, 638, 784 không ạ? Đấy là nguyên giá hao mòn phần 3 này. Giá trị còn lại của tài sản đầu năm. Không biết là các bạn còn nhớ công thức giá trị còn lại của tài sản không? Giá trị còn lại của tài sản bằng nguyên giá trừ đi hao mòn lũy kế. F71 bằng nguyên giá đầu năm F54 trừ đi hao mòn lũy kế đầu năm F65. Chúng ta thử lướt qua xem đúng chưa? F54 có phải là số dư 211 đầu năm không ạ? F65 có phải là số dư 214 đầu năm không ạ? Đúng chưa? Vậy F71 sẽ bằng F54 trừ F65 chưa ạ? F72 bằng gì? Giá trị còn lại cuối năm F72 bằng F62. Nguyên giá cuối năm là F62 trừ đi hao mòn lũy kế cuối năm F68. Phải không ạ? F72 bằng F62 trừ F68. Bằng không? Được không nhỉ? Quét F71 và F72 kéo sang ngang đến tận cột K. Có kéo được không? Kết quả là tại thời điểm cuối năm, giá trị còn lại của tài sản là bao nhiêu? 6, 14, 3, 19, 3, 98. Có ạ. Và nó phải bằng chỉ tiêu mã hiệu 210 bên bảng cân đối kế toán. Các bạn mở giúp chỉ tiêu mã hiệu 210. 614 319 398 bằng chưa? Chính vì thế mà nó bảo là so sánh chỉ tiêu 35A.0304 đấy. Thấy chưa? F54 trừ F65. Đúng chưa? 54 là nguyên giá tài sản đầu năm, 65 là hao mòn lũy kế đầu năm, sẽ ra giá trị còn lại đầu năm. 72 sẽ bằng 62 trừ 68. Được chưa? Lệch à? Một số bạn bảo lệch mất bao nhiêu ạ? 398. Lệch 1 đồng à? Nguyên nhân ấy là do mình lấy số liệu từ bảng tính cấu hao sang bảng nhập liệu là mình làm tròn luôn ấy. Các bạn hình dung chưa? Thì dẫn tới nó lệch. Nhưng nếu là các bạn nhé, lệch như thế này mình phải đi xem lại đấy. Mình phải đi xem lại là cái chỗ đấy làm tròn như thế nào, phải trở về như giá trị của nó, để hai số này nó phải như nào với nhau, bằng nhau nhé. Được chưa? Vậy giá trị còn lại tại thời điểm đầu năm cuối năm chưa? Lệch 1 đồng thì tìm cái chỗ các cặp định khoản nợ 6421, 642 có 214 ấy.
Được chưa? Đấy là mục mấy nhỏ đây nhỉ? 3 nhỏ, 4 nhỏ. À xin lỗi, trước khi sang mục 4 thì nó bảo là thuyết minh số liệu và giải trình khác. Tài sản cố định đã khấu hao. Tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng. Theo đúng nguyên tắc là khấu hao hết rồi mà vẫn sử dụng thì sao? Về thứ hai là gì? Tài sản cố định đã khấu hao hết rồi nhưng công ty tôi vẫn tiếp tục sử dụng thì không được phép gì nhỉ? Tính khấu hao nữa. Ý là trong trường hợp này các bạn nếu có những tài sản kiểu như vậy thì mình phải ghi chú ở đây ấy. Được chưa? Còn lý do tăng giảm, ví dụ như là tăng do ngoài cái lý do là xây dựng hoặc ra mua sắm thì các bạn có thể còn có lý do nào để tăng tài sản không? Trong đây nhá, là số tăng trong năm nó chỉ có hai dòng cho các bạn ghi chép, đó là tăng do mua sắm hoặc tăng do xây dựng. Ngoài hai lý do này chúng ta còn có lý do nào khác không? Nhận góp vốn được không? Hoặc là từ công ty chi nhánh khác chuyển về được không? Hoặc từ công ty mẹ chuyển xuống được không ạ? Vậy thì các bạn sẽ ghi lý do vào đây. Được chưa nhỉ? Thực ra không ghi cũng chẳng sao đâu mà. Được chưa? Cái thứ hai là trong các công ty thường cái phần tài sản này chủ yếu là tăng trong năm, xin lỗi, chủ yếu là đầu năm và cuối năm. Còn sự biến động tăng giảm của nó tương đối là ít. Tài sản biến động tăng giảm ít nhưng hao mòn của nó thì chắc chắn sẽ biến động tăng. Bởi vì kiểu gì trong năm mình phải làm sao các bạn? Tính cái gì? Tính khấu hao. Được chưa? Bốn nhỏ là tăng giảm tài sản cố định gì đấy ạ? Vô hình. Và nếu như có trong công ty kế toán Hà Nội có thì các bạn có làm tương tự như tài sản cố định hữu hình không ạ? À nhưng khuyên các bạn này, các bạn mở cân đối phát sinh ra. Mở cân đối phát sinh ra chưa ạ? Mở ra chưa? Chúng ta thấy dòng 90 ấy là tài sản cố định gì đấy ạ? Nếu có thì mình khuyên các bạn này insert thêm dòng. Insert thêm dòng. Và ghi ở đây là 21131 là quyền sử dụng đất. Hai một một ba hai mình sẽ đây là phần gì ạ? Phần mềm để làm gì đấy các bạn? Để nhập cái tăng giảm có tương tự như cái thằng kia không? Để nhập tăng giảm tương tự như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị ấy, hiểu không nhỉ? Thường các công ty ấy, tài sản cố định vô hình hiện nay nó có hai thằng này là phổ biến nhất, đó là quyền sử dụng đất và gì đấy, phần mềm quản lý nhân sự này, phần mềm kế toán này, phần mềm bán hàng này, hay là phần mềm quan hệ khách hàng này. Một số công ty hiện nay các bạn thấy nó có một bộ phận chuyên nhắn tin đến các số điện thoại mà nó có trong kho số ấy, là nó quảng cáo cái gì ấy, thì là nó sẽ có cái số điện thoại đây, thì trong trường hợp này đấy là gì ạ? Phần mềm. Được chưa nhỉ? Nếu có thì các bạn thêm vào. Và cách làm phần 4 trong thuyết minh báo cáo này giống như phần mấy ạ? Giống như phần 3. Trong trường hợp này là công ty kế toán Hà Nội là không có, đúng không ạ? Chúng ta sang phần thứ 5, dòng thứ 105 đấy ạ. Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư và đơn vị khác. Đầu tư và đơn vị khác thì có hai loại, là đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn. Chúng ta sẽ dựa vào dư nợ của tài khoản 121 và dư nợ của tài khoản 221. Các bạn mở cân đối phát sinh xem tài khoản 121 và 221 có số dư không ạ? Có không? 121 có không nhỉ? Không có số dư. Chính là dòng mười mấy đấy ạ? Mười mấy? 19. Nếu có thì điền như nào đấy các bạn? Cuối năm đi. À, di các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, đầu tư tài chính ngắn hạn khác, di 107 đi, hoặc là điền luôn số tổng đi ạ. Di 106 bằng gì? G19 phải không? G19 có phải là
đầu tư tài chính ngắn hạn cuối năm không ạ? Phải không? Thế thì G109 bằng gì? G109 bằng đầu tư tài chính dài hạn, chính là tài khoản 221. Cân đối phát sinh có phải là G bao nhiêu nhỉ? G211 là G99. Nếu như các bạn không thêm, nếu các bạn thêm hai dòng là quyền sử dụng phần mềm thì là 99, còn không thêm thì là 97. Đúng không? Các bạn hình dung các cái làm chưa? Đây là đầu tư vào công ty đơn vị khác. Phần 6 nhỏ. Thường chắc là chẳng bao giờ có cái đấy đâu các bạn ạ. Đầu tư tài chính, nếu có là ví dụ như bạn gái đấy hỏi là công ty bạn ấy có khoản gì đấy nhỉ? Gửi gì đấy? Gửi tiết kiệm. Thì khi đó các bạn sẽ dòng nhập vào dòng 108 ấy. Sau đó đi cộng dồn lên dòng 106. Đầu tư tài chính gì đấy ạ? Ngắn hạn khác ấy. Thấy chưa nhỉ? Còn nếu mua cổ phiếu đơn vị khác thì mới nhập dòng 107 là chứng khoán. Xong chưa? 6 này. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước. Đọc tên nó ra ngay thôi thì có phán đoán là dựa vào đâu không? Thuế và các khoản phải nộp nhà nước dựa tài khoản bao nhiêu ạ? 333. Đúng không ạ? Nhưng cụ thể này, G117 là thuế giá trị gia tăng. Chính là dư có của tài khoản nào? 3331. Phải không? Vậy G117 đặt bằng một cái. Kích sang cân đối phát sinh. Bây giờ không được chọn G nữa mà phải chọn gì nhỉ? H120 mấy đã? 121, nếu như các bạn không thêm dòng thì là 119. Sang ngang chưa? Đúng chưa nhỉ? G118 bằng gì? Tiêu thụ đặc biệt bằng gì? G118 sẽ bằng H120 mấy ạ? 124. Để ý một chút này. Từ đây trở về sau, tài khoản 333 nó chỉ là cấp 2. Từ 332 đến 3339 liên tục. Mà bên này cũng là xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tài nguyên, tiền thuế đất, các loại thuế khác, phí. Có tuần tự không ạ? Vậy thì đơn giản là kích vào G118, Ctrl D xuống đến tận G125. Nó theo thứ tự đấy. Nhưng tại sao lại không copy từ dòng đầu tiên? Bởi vì từ dòng đầu tiên nó cách hai dòng sau nó mới đến dòng thứ hai. Mình không được copy như kiểu thế. Đúng chưa? Là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 1.148.340. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 178.409. Có không? Cộng lại thuế và các khoản phải nộp đó bao nhiêu? 1.326.740 mấy đã? 749. Nó phải bằng thuế và các khoản phải nộp chỉ tiêu mã hiệu 314 dòng 48 bên cân đối kế toán. Mở cân đối kế toán ra xem phải không ạ? Dòng 349 chỉ tiêu mã hiệu 314. Dòng 48 chỉ tiêu mã hiệu 314 được chưa nhỉ? Bằng với lại tổng cộng ở thuyết minh báo cáo tài chính. Nghĩa là cơ quan thuế nhìn vào cân đối kế toán chỉ biết các bạn đang nợ thuế là 1.3 triệu. Nhưng nhìn vào thuyết minh sẽ biết nợ những thuế gì. Được chưa? Bởi vì nhá, đôi khi có những khoản thuế các bạn nộp thừa. Ví dụ nộp thừa thuế thu nhập cá nhân nhưng giá trị tăng lại trở thành nộp thiếu. Thì khi tổng cộng lên tài khoản 333 thì nó bù trừ như nào đấy? Nợ có cho nhau, nên không biết được, cho nên các bạn phải buộc phải ghi rõ. Xong chưa? Đấy là mục 5. Xin lỗi, mục 6. Mục 7 là tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu, tức là các tài khoản loại mấy đã? 4. Vốn đầu tư chủ sở hữu đầu năm bằng cái gì bây giờ?
vốn đầu tư chủ sở hữu đầu năm. H131 đặt bằng. Nhớ này, trong các khoản này, những tài khoản nào mà dư có thì nhập số dương, dư nợ thì nhập số âm. Được chưa? H131 bằng gì bây giờ? Vốn chủ sở hữu đầu năm chính là dư có của tài khoản nào? 4111. Mở cân đối phát sinh, tìm tới 4111, tức là D163. Nếu bạn nào mà không thêm thì nó chính là D161, đúng không ạ? 1 tỷ mấy đấy nhỉ? 1 tỷ mấy ạ? 1 tỷ 8. Nguồn vốn tăng trong năm Y131 bằng gì? Đoán được không? Nguồn vốn tăng trong năm. Vốn tăng thì ghi bên nào? Bên có. Vậy có phải là Y131 bằng F163 không? 63. 4111. Đúng không? Đúng chưa nhỉ? Có thể lúc nãy là các bạn thêm tài khoản 131 hay tài khoản nào đó, đúng không ạ? Z131 là nguồn vốn giảm trong năm bằng gì? Bằng sang cân đối phát sinh E163, tức là cùng với dòng 1 tỷ 8 ấy. Được chưa nhỉ? Nguồn vốn cuối năm có thể đặt bằng công thức ở đâu đó sang đây, hoặc là trực tiếp điền vào đây được không? Nguồn vốn cuối năm sẽ bằng đầu năm cộng tăng trong năm trừ giảm trong năm. Phải không nhỉ? Đầu năm cộng tăng trừ giảm chưa ạ? Bằng 1 tỷ mấy ạ? 1 tỷ 8. Thặng dư vốn cổ phần nếu có các bạn điền tương tự không? Chính là 411 mấy? Thặng dư vốn cổ phần là 4112. Vốn khác chủ sở hữu chính là 4118. Cổ phiếu quỹ chính là 419. Cứ mở cân đối phát sinh của nó ra, đúng không? Chênh lệch tỷ giá hồi đó chính là 41 mấy nhỉ? 413. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu là 418. Trong trường hợp này các loại đó nó không có, nhưng đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có không nhỉ? Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm bằng bao nhiêu? Thằng này dư nợ nhé, nhớ là phải điền cho dấu trừ đằng trước. Kích sang bảng cân đối phát sinh là 7.334.699. Phải 421 dư nợ đầu kỳ như thế không? Bình thường 421 là dư có, là công ty có gì? 421 dư có là công ty có lãi. Nhưng 421 mà dư nợ tức là công ty bị sao? Lỗ vốn. Trong trường hợp công ty bị lỗ vốn thì các bạn điền số âm giúp. Được chưa nhỉ? Bằng âm 7.334.699 chưa ạ? Đúng không? Lợi nhuận tăng trong năm bằng gì? Lợi nhuận tăng trong năm. Lợi nhuận tăng trong năm Y137 sẽ bằng F169. Lợi nhuận tăng thì có phải là phát sinh có không? Đúng chưa nhỉ? Lợi nhuận giảm trong năm bằng Z137 bằng E169. Tức là để điền được dữ liệu vào đây, các bạn chỉ cần phân biệt giúp là thằng này tăng là phát sinh gì, giảm là phát sinh gì, đúng không nhỉ? K137 bằng gì? Đầu năm cộng tăng trừ giảm. 4.504.697 có ạ. Và 4.504.697 nó phải bằng với chỉ tiêu 417 trên bảng cân đối kế toán. Mở cân đối kế toán ra xem có bằng chỉ tiêu 417 không ạ? Bằng không? Và tổng cộng lại bằng chỉ tiêu 410 là 1.804 đấy ạ. Các bạn thấy 1.804.504.697 không ạ? Nó phải bằng với lại tổng cộng K138 xem có bằng chỉ tiêu
410 không ạ? Thế thì người ta mới gọi là đang đi gì đấy nhỉ? Đang đi giải trình đấy. Xem từng loại là bao nhiêu, tăng giảm như thế nào đấy. Đúng chưa? Xong chưa? Lý do tăng giảm ở đây thì các bạn nếu mà tăng giảm thì các bạn có thể ghi rõ ở đây. Ví dụ như 411 mà tăng thì các bạn ghi là trong năm công ty nhận góp vốn của các thành viên, hay là công ty chuyển từ trách nhiệm hạn một thành viên thành trách nhiệm hạn hai thành viên. Thì đấy là lý do tăng nguồn vốn kinh doanh đúng không ạ? Hoặc là công ty chuyển từ lợi nhuận chưa phân phối bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Thì đấy cũng là lý do tăng. Được chưa? Đấy là 7 tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu. 4 La Mã. 4 La Mã. 8 nhỏ. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác. Doanh thu bán hàng theo các bạn dựa vào đâu? Doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính. Doanh thu bán hàng thì bao gồm có doanh thu bán hàng hóa và doanh thu bán gì ạ? Thành phẩm. Phải không? Ở đây nó tách riêng là doanh thu cung cấp dịch vụ riêng mà. Phải không nhỉ? Vậy J143 bằng gì? J143 doanh thu bán hàng bằng doanh thu bán hàng hóa cộng doanh thu bán thành phẩm. Tức là bằng 5111 cộng 5112 đấy ạ. Vậy J143 đặt bằng kích sang cân đối phát sinh E173 cộng với lại E174. Đúng không nhỉ? E173 cộng E174 có phải là doanh thu bán thành phẩm và doanh thu bán hàng hóa không? Đúng chưa ạ? Bằng bao nhiêu? 1.352.480 không ạ? Trong đó doanh thu trao đổi hàng hóa, các bạn hiểu câu này là gì? Các bạn xóa giúp M144 đi nhé. Các bạn hiểu doanh thu trao đổi hàng hóa có nghĩa là gì? Nhiều bạn sẽ ngầm hiểu đây là lấy 5111 nhưng không phải đâu ạ. Doanh thu trao đổi hàng hóa tức là các bạn bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng ấy. Mình bán hàng cho nó nhưng nó lại làm sao nhỉ? Mình bán hàng cho nó sau đó thì nó lại làm sao? Mình lại mua hàng của nó. Nhưng hai bên tiến hành kiểu dạng như là gì đấy? Bù trừ ấy. Thì đấy mới gọi là doanh thu gì ạ? Trao đổi. Được chưa nhỉ? Trường hợp các bạn không biết, các bạn có thể bỏ qua không cần điền cũng được. Doanh thu cung cấp dịch vụ bằng gì? J145 bằng. J145 bằng. À, một bao nhiêu nhỉ? 17 mấy ạ? 175. Nợ có bằng nhau. Đúng không? Nợ có bằng nhau. Doanh thu hoạt động tài chính bằng gì? Doanh thu hoạt động tài chính bằng E177 đúng không ạ? Nhớ là đây là nó không cần tách trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu nhé các bạn nhé. Trong đó lãi tiền gửi là bao nhiêu nhỉ? Cái 67.402 đấy chính là gì luôn các bạn? Lãi tiền gửi luôn. Đúng rồi, không có thì thôi. Xong chưa? Phần thứ 9, điều chỉnh các khoản tăng giảm thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. J155 bằng gì? Các bạn còn nhớ tổng lợi nhuận kế toán trước thuế bằng gì không? Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế bằng gì? Bằng thu trừ gì?
thu trừ gì ạ? Chi bằng luôn. Ở đâu nghe mang máng, ở đâu có một chỉ tiêu này đấy? Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế buổi sáng đầu giờ sáng làm đấy. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh J155 bằng một cái kích sang đâu ạ? Báo cáo kết quả kinh doanh, các bạn nhìn thấy chỉ tiêu H22 không? Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế không? H22 ở báo cáo kết quả kinh doanh dòng thứ 22 ấy, chỉ tiêu 50 á, có phải là 12 9 8 7 7 3 6 không? Thế chỉ tiêu đấy chưa? Vậy tổng lợi nhuận kế toán trước thuế mình lấy từ đấy ra rồi chưa? Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, hay nói cái khác, đây là thu nhập được miễn giảm thuế. Nếu công ty mình có được miễn giảm thuế thì dựa vào các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, dựa vào các văn bản được ưu đãi thì các bạn mở ra để các bạn tính. Ví dụ nó bảo như này ạ, doanh nghiệp được giảm 30%, doanh nghiệp sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm. Ví dụ đây là năm đầu tiên được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là 12 triệu, mình lại được miễn thuế thì các bạn sẽ đặt thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế bằng cái gì luôn ạ? Bằng 12 triệu kia luôn, đúng không? Hoặc là người ta bảo như này, doanh nghiệp được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, thì các bạn có phải làm sao đây nhỉ? Ở đây sẽ bằng doanh thu chịu thuế sẽ bớt đi bao nhiêu phần trăm? 50%. Còn trường hợp không có thì bằng gì ạ? Bằng không. Cái này thì không thể đặt công thức được các bạn ạ. Cái này nó phụ thuộc vào công ty của mình có được ưu đãi hay gì ạ? Hay không. Các khoản chi phí không được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhớ không? Lấy ở đâu? Chi phí không được trừ. Chi phí không được trừ 8118. Còn nhớ không ạ? Vậy thì J157 đặt bằng một cái sang đâu bây giờ? Chi phí không được trừ kích sang cân đối phát sinh vào tài khoản nào nhỉ? 8118. E hoặc F đều được đúng không ạ? 88.000 bao nhiêu đấy ạ? 664, tức là dòng 195. Đúng không? Cứ kích vào cái ô nào có 88.664 ấy ạ. Có không nhỉ? Số lỗ chưa sử dụng các năm trước được chuyển, đố các bạn biết bằng bao nhiêu? Trước tiên nhé, bây giờ mình mới tính này. Lãi của năm nay tạm thời nhé, kích sang M157 này, lãi tạm thời đến thời điểm này sẽ bằng J155 trừ đi J156 cộng với lại J157 được chưa ạ? Lãi tại thời điểm này là 13 triệu bao nhiêu ạ? 076.400. Có phải là lãi không? Tại sao lại cộng với 88.664? Bởi vì 12.987 là mình trừ cho nó chưa? Trừ cho nó, vậy bây giờ nó không được tính thì phải như nào nó lại? Cộng ngược nó lại giống như cái hôm mà xác định kết quả kinh doanh mình nói rồi đấy. Được chưa ạ? Thế thì số lỗ được chuyển để điền vào J158 tối đa bằng bao nhiêu? Số lỗ được chuyển không quá 5 năm là một. Thứ hai, số lỗ được chuyển không tối đa bằng số lãi của kỳ hiện tại. Kỳ hiện tại hiện nay đang lãi bao nhiêu? 13.076 bao nhiêu? 400. Mà số lỗ của những năm trước chính là số gì các bạn? Lỗ của những năm trước là những số nào? Số lỗ của những năm trước có phải là dư nợ của 421 không? Phải không các bạn? Vậy thì tạm thời M158 mình đặt bằng một cái, kích sang cân đối phát sinh, dư nợ 421 đầu kỳ là 7334699 đúng không ạ? Phải không? Vậy so sánh này, lỗ của những năm trước 7334699, lãi của năm nay 13.076.400. Vậy có tổng số lỗ 7 triệu kia có được chuyển hết không? Có được chuyển hết không? Vậy thì tại J158 các bạn đặt bằng dư nợ đầu kỳ của gì luôn các bạn nhỉ?
tức đáp án C 100 bao nhiêu ạ? 169 ở cân đối phát sinh, phải không? Phải không ạ? C 169 ở cân đối phát sinh có phải là dư nợ đầu kỳ của 421 không? 7334699 đúng không ạ? Nhưng này, giả sử nhá, giả sử lãi năm nay là 5 triệu mà số lỗ năm trước lại là 7.334. Vậy câu hỏi dành cho các bạn, điền vào J 158 bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Số lỗ được chuyển tối đa bằng số lãi kỳ hiện tại. 5 triệu chứ. Để cái kết quả thu nhập tính thuế nó bằng mấy các bạn? Bằng 0 đây này. Được chưa? Hiểu chỗ này chưa? Nếu đây là số này này, nếu số này là 5 triệu các bạn này. Cái này bằng 0 này, chi phí không được trừ cũng bằng 0 này, mà số lỗ năm trước là bao nhiêu ạ? 7334699 thì có phải được chuyển trong 7334699 đấy. Chỉ được chuyển mấy triệu thôi? 5 triệu để thu nhập tính thuế bằng mấy đấy? Bằng 0, tức là không phải gì? Thu nhập tính thuế bằng 0 tức là không phải nộp thuế. Chúng ta hiểu cách làm chưa? 2 triệu kia thì lại dùng để điền vào cái cột, cái chỉ tiêu này của năm gì? Của năm sau. Có đúng thế không? Được chưa nhỉ? Được chưa nhỉ? Và J 159 bằng 5 sẽ bằng 1 là 12 triệu này, cộng với lại, xin lỗi, trừ đi thu nhập được giảm này, chỉ tiêu số 02 này, cộng với 03 này, trừ đi bao nhiêu ạ? Trừ đi 7.3 triệu. 12 triệu cộng 0, xin lỗi, 12 triệu trừ 0 cộng 88.000 và trừ đi 7.3 triệu bằng bao nhiêu nhỉ? 5741701. Và nếu các bạn để một chút ấy thì gióng sang ngang cái ô M159 ấy, ở đấy mình đã đặt bằng nhân với 20% đấy, để ra số thuế phải gì đấy ạ? Phải nộp ấy. Các bạn có thể đặt lại đúng không ạ? Đặt lại để bằng cái số đó J159 nhân 20% để phán đoán xem so với cái này so với ở đâu, đúng không các bạn biết? 5751701. Đây là thu nhập tính thuế. Và 1.148.340 chính là tính ra số thuế thu nhập doanh nghiệp ở so với lại bảng báo cáo kết quả kinh doanh đấy. Chúng ta mở báo cáo kết quả kinh doanh xem số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp có bằng từ đấy không? Thực ra sau này tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 12 triệu nó chính là chỉ tiêu A1 trên quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 88.664 nó chính là chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Và 7334699 chính là thu nhập tính thuế trên quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chúng ta phải tính. Được chưa nhỉ? À, từ chỉ tiêu số 10, phần 10 và phần 5 năm mã các bạn có thể để trống không cần lập cũng được. Ví dụ đây là các chỉ tiêu mà trình bày, ví dụ như là mua sắm tài sản bằng các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua các nghiệp vụ cho thuê tài chính hoặc là các khoản nhận ký quỹ ký cược, nợ tiềm tàng các bạn bỏ qua. Chúng ta chỉ cần làm giúp mình đến phần điều chỉnh tăng giảm các khoản thu nhập chịu thuế, tính thuế thu nhập doanh nghiệp thôi. Được chưa? Và sau đó thì các bạn sẽ điền ngày tháng năm, ở đây là lập ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã. 15. Những người liên quan ký tên và đóng dấu. Kinh nghiệm này. Trong năm nội dung báo cáo tài chính các bạn làm từ sáng đến giờ ấy thì có 4 thằng sẽ được trình bày trong phần mềm hỗ trợ kê khai. Còn riêng thằng thuyết minh báo cáo tài chính này là các bạn không có trong phần mềm hỗ trợ kê khai, buộc các bạn phải copy nó ra Word hoặc copy ra file Excel để các bạn làm sao đấy gửi lên cơ quan thuế. Nhưng khi gửi thuyết minh báo cáo tài chính không gửi cả file này mà chỉ gửi gì thôi các bạn, một cái sheet này thôi, nhưng nó dẫn tới tình trạng này, khi copy một cái sheet này ra một file mới
máy của mình thì đọc được, nhưng mà lên máy của thuế nó không xem được. Lý do là ở máy của mình đặt bằng các cái sheet trong cái file này như nào với nhau, cộng trừ nhân chia với nhau. Cho nên khi mà gửi đọc cái sheet này lên cơ quan thuế thì nó làm sao đấy? Nó không xem được. Vậy kinh nghiệm là mình thì mình sẽ làm này, copy một cái sheet này ra một file gì ạ? Ra một file mới, tức là sau đó lưu cái file này đúng không ạ? Và các bạn làm giúp mình một việc, những cái ô mà đặt công thức này, copy sau đó paste special, chọn gì ạ? Value, tức là copy dạng giá trị. Hiểu hay không? Sự khác nhau là gì? Khi kích vào đây nó hiển thị con số 59 triệu. Nhưng ở cái file không copy giá trị thì kích vào đây nó hiển thị là bằng với ở đâu đó. Mà mình gửi cái file này cho cơ quan thuế chỉ có duy nhất một file thôi, một sheet thôi. Cho nên nếu bạn đặt bằng với ở đâu đó thì cơ quan thuế nó làm gì có cái sheet cân đối phát sinh đâu mà nó bằng. Hình như chưa? Thì các bạn phải gì đây nhỉ? Paste giá trị. Hoặc nếu không thì các bạn làm giúp mình một việc là các bạn copy nó ra đâu ạ? Ra Word. Các bạn paste ở Word căn chỉnh lại. Nhưng tương đối lâu đấy ạ. Cách tốt nhất là copy ra Excel. Copy ra Word thì nó lại, bởi vì sao? Nó rất nhiều cột mà, đúng không ạ? Điều chỉnh rất là lâu. Vậy các bạn cứ copy ra một file Excel mới. Đơn giản là gì nhỉ? Đây nhá. Muốn copy một sheet mới thì nhấn chuột phải tại cái sheet mà muốn copy này. Được chưa? Chọn gì nhỉ? Move or copy, tức là di chuyển hoặc copy đấy. Đúng không ạ? Sau tích vào create a copy. Nếu không tích vào create a copy là di chuyển. Còn tích vào create tức là gì đấy? Tạo ra một bản sao. Sau đó kích mũi tên trỏ xuống là tool. Chọn gì ạ? New book. Tức là copy cái sheet đấy ra một file là sao? Ra một file mới. Ok một cái. Ra file mới chưa? Được chưa? Nếu như có thể thì bôi đen cả cái bảng này luôn. Ctrl C. Sau đó gì đấy ạ? Paste special. Chọn gì? Vernew. Được tất tần tần luôn. Đỡ phải làm sao đấy ạ? Đây này. Tất cả các ô đều được paste giá trị chưa? Và không cần quan tâm từ nó là bao nhiêu luôn. Một lần copy paste giá trị thôi. Chứ không cần phải copy paste giá trị của từng gì ạ? Từng ô. Các bạn hiểu cách làm không? Lại nhá. Coi như không có này, được chưa ạ? Nhấn chuột phải tại sheet này này. Chọn gì ấy? Move or copy. Tích vào create copy. Mũi tên trỏ xuống tại to book bên trên ạ. Chọn gì nhỉ? New book. Gì ấy? Ok một cái. Copy cả bảng này. Cả cái bảng mà vừa làm xong bằng cách là kích và giao nhau giữa cột và dòng chỗ góc trái phía trên này này. Copy một cái. Sau đó chuột phải tại vị trí đấy luôn. Paste special. Chọn gì ạ? Venue. Ok. Được chưa? Và các bạn có được tất cả các ô này đều là gì luôn nhỉ? Đều là giá trị. Mà không phải là gì? Không phải là công thức. Được chưa? Như vậy là thuyết minh báo cáo tài chính mình dựa vào bảng cân đối số phát sinh và bảng tính khấu hao tài sản cố định để mình có thể lập được các chỉ tiêu trên thuyết minh báo cáo tài chính này. Xong chưa? Thì đấy là nội dung của thuyết minh báo cáo tài chính.